À, lâu anh em đang quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay ngày chủ nhật cuối tuần rồi anh em, thì cũng chúc anh em một ngày chủ nhật thật vui vẻ nha anh em. Rồi thì ngày hôm nay cũng là ngày thứ 3 tuần 2 từ khi mà ra mắt cái con tướng mới, con Zimbe Wano ha anh em. Thì cũng hôm nay là hơi bận tí anh em nên là lên clip hơi trễ nên anh em thông cảm nha. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nói về cái event đợt này đi em ơi. Thì mình quyết định anh em ơi, thì event đợt này á thì mình ngưng xã tài nguyên nha anh em, ngưng xã tài nguyên. À, bởi vì tài nguyên của mình thì nói chung là nó cũng được thôi anh em, chứ nó cũng không có nhiều cho lắm anh em. Thì nghe anh em đồn rằng á là qua tuần sau thì tỷ lệ rất là cao là sẽ có tiền Bitmom anh em. Nên tuần này mình có thể nhịn một ít để mà mình chơi tiền Bitmom tuần sau ha. Nếu mà tuần sau không có thì chắc chắn tuần sau nữa là có anh em. Đó, nên anh em có thể tích cái sự kiện tuần này để cho chúng ta chơi được cái sự kiện Bitmom cho nó trọn vẹn, để chắc chắn lấy được một cái bảo vật xịn ở bên cái tiền Bitmom anh em. À, chưa kể tiền Bitmom nó sẽ có thêm cái quà cho chúng ta lấy thêm những cái con tướng mới, ví dụ như là Shirahoshi nè. Zimbe thì mình nghĩ chắc chưa có vào tiền Bitmom được đâu anh em. Shirahoshi thì mình nghĩ là có đấy. Đó, nên là em có thể farm được copy của nó nữa ha. Nên là tuần này thì mình quyết định là không có xả nhiều nha anh em. Nói chung là vẫn sẽ xả làm thông thạo được các thứ của con Shirahoshi là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là làm luôn cả con Budim bể bơi rồi các thứ này. Budim bể bơi thì anh em làm nói chung là cái đợi cái boss đảo trời nó hơi lâu một tí anh em. Đó thì cứ làm dần thôi. Còn quan trọng nhất là con vẫn là con Shirahoshi nè anh em, làm cho nó xong ha. Bữa giờ bận quá này mới có 4 trên là 30 thôi anh em, nên là chưa có nhiều cho lắm. Rồi xuất sắc đợt này cũng không xả nè anh em, không xả một cái gì luôn nha. Để tuần sau chơi tiền Bitmom nha anh em. Tuần sau nếu mà có tiền Bitmom thì mình sẽ lấy cho cái con Sanji hắc ẩn của mình anh em. Là cái để mình coi cái đó tên gì, bữa giờ không nhớ luôn cái nhẫn gì đó anh em. Đâu rồi ta? Đây anh em ơi, à nhẫn bạch thạch anh em. Đó, nó tăng tới 40% công anh em. Tăng tới 40% công thì cái con Sanji ẩn nhiều khi lên tới 3 triệu mấy, 4 triệu công là có luôn nha anh em. Không, mình nghĩ các con Sanji của mình lên được 3 triệu mấy công đấy anh em. Hiện giờ Sanji thì nó là một con tướng đam chính mà. Rồi nhận quà ngày hôm qua đến giờ đi anh em, hôm qua đến giờ là chưa có nhận một cái gì luôn á. Được thêm một ít quà nè. 20, ủa chết rồi, pháo này ở đâu vậy ta? Rương boss ngọc, cái pháo này là hồi tuần trước mấy ông ơi. Trời ơi, bị lụng hết hai bị lụng hết 20 pháo rồi. Vô mở cái rương này thử coi có cái gì nha. Ngày hôm nay thì nếu mà không xả tài nguyên thì chắc sẽ test cái con Zimbe Wano đi anh em. Qua tuần sau thì cái con Zimbe Wano tỷ lệ rất là cao, nó sẽ vào ở trong cái cuộn L1 ấy. Thì cuộn L1 hiện giờ của mình thì đang có 6 con anh em ơi. 6 con, cái này là Zimbe bình thường nha anh em. Mở đừng có tưởng là Zimbe nó vào đây rồi nha, là anh em mở là gãy luôn ấy. Zimbe Wano mới đúng nha anh em, đây là con Zimbe thường thôi. Đó, bên này thì Shirahoshi đã vào rồi hơn, nhưng mà con Shirahoshi thì anh em có thể cày thông thạo rồi. Thiếu bao nhiêu thì anh em có thể mở ở bên L1 thôi, nhưng mà mình nghĩ đợt này anh em nên đầu tư cái con Zimbe Wano này. Nên đầu tư nha anh em. Ngày hôm nay mình sẽ test con Zimbe Wano này, cái bùa của nó đi anh em. Thì hiện giờ anh em có ông chơi bùa máu chí mạng, có ông chơi bùa bùa chí mạng, hoặc là có ông chơi bùa full máu anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ test thử con Zimbe này nó chơi bùa gì là ngon anh em. Chắc là mình test cho nó cái bùa chí mạng, sát thương chí mạng ha. Mình đang tính đổi cho nó cái bùa đó đây anh em. Nâng cấp lên được đó nha anh em, khỏi giữ luôn, khỏi giữ thuộc tính luôn nha. Nâng cấp, ủa chết rồi, không đủ nguyên liệu. Cái này là đá chính xác là E1 đúng không, đá chính xác T1. Đâu rồi ta? Đá chính xác. À cái này đá trung cấp anh em. Sơ nè. Đây mở cái này mình nghĩ ra chắc đủ luôn đó anh em. Trăm tư, 300 mấy cái lần mà. Đây em nón Bitmom nè. Rồi cái bảo vật SS tùy chọn này thì để mình coi coi cho đứa nào hợp lý anh em ạ. Hiện giờ thì nói chung là team mình nó cũng đã đủ rồi. Nếu mà không có kiếm chui xanh này á thì mình đã mở rồi anh em, nhưng mà mình hồi đợt có mở được cái kiếm chui xanh á, đang cho con Zimbe nó xài. Hôm nay test thử cái sức mạnh của nó thử coi như thế nào anh em. Cũng như là xả luôn cái đống búa gỗ luôn đi anh em, 23.000 búa gỗ nè. Hôm nay vô xả búa gỗ cho anh em xem đi ha, để nâng cấp cái con Zimbe lên trước cái đã anh em. Nâng cấp nè. Ok, lên được 2 rồi ha anh em. À, xong nhiệm vụ tương tự luôn nè. Máu chính xác hả? Hai dòng máu luôn nè anh em, máu chính xác nè, để coi máu lên được nhiêu rồi, 5.3 triệu, nói chung cũng vậy, lên được ít máu rồi anh em. Chí mạng chính xác. Máu tóc.
máu tóc cũng được thế nhờ, để coi coi máu lên. Ôi hồi nãy máu máu ngon hơn anh em. Con này mới 10 sao à, nên là cái ôi chết tôi rồi, mới 10 sao à, nên chỉ số của nó hơi bị thấp nha anh em. Mình đang muốn cho nó chơi chí mạng, xét thương chí mạng thử coi như thế nào. Đây, ô chí mạng xuyên thủ không phải. Đây rồi anh em, chí mạng xét thương chí mạng thử coi như thế nào ha. Máu thì nó rớt vào khoảng rớt là 500.000 thôi anh em, nhưng mà nếu mà anh em lên level cao thì máu nó sẽ trâu hơn. Cỡ này nó vừa tăng cơ mà nó vừa gây đam được nữa anh em, nên là cũng khá là ok, mình nghĩ là như vậy. Cái con Zimbe này á thì anh em không cần phải nâng công cho nó nha anh em, bởi vì tất cả các cái skill của nó đều là đánh theo thủ anh em, nên là anh em không cần phải nâng công, anh em chỉ việc là build máu cho nó thôi. Đó, rất là khỏe luôn ha anh em. Lấy thêm ít quà vừa rồi các thứ bên này, nay đi BK với lại đi leo đầu thử coi như thế nào luôn nha anh em. Đây mình sẽ test thử con Zimbe này thử coi đam nó có ổn hay không nha. Có ông test cái con Zimbe này mình thấy đánh gần cả 10 sao và đánh gần cả tỷ đam, tỷ mấy đam luôn anh em, rất là to. Đam con Zimbe này rất là to luôn nha anh em, bởi vì đánh theo thủ của nó mà. Anh em build thêm cái ngọc Vega thủ nữa anh em thì cái lượng thủ của con Zimbe nó lại cao hơn anh em nhớ nha. Phải build cái ngọc Vega lên cao cao một tí, con Zimbe này thủ nó mới trâu được. Và cũng như là gây đam được to nha anh em. Ok, pha này đấm một đấm ở bên cái hẻo hết không ta? Chết tôi rồi. Ôi ôi, một pha là nộ của con Bitgy bên kia anh em ơi. Zimbe mình không được chơi game luôn ấy. Với lại chơi cái con Zimbe này là một con dao hai lưỡi nha anh em. Nhiều khi anh em là cho nó mạnh quá, cho nó trâu quá anh em thì cái đam nó sẽ bé lại. Còn mà anh em cho nó chí mạng xin chí mạng á thì nó sẽ đam nó sẽ to đấy anh em, nhưng mà cái thủ của nó sẽ yếu nha anh em. Một trong hai thôi, nhưng mà mình để mình coi ui. Ui bất kỳ bên kia đây anh em, Zimbe không được chơi game luôn, má ơi không đam luôn kìa anh em. Sanji hắc ẩn vẫn là một cái gì rất là ghê anh em, nó đánh tới 1.3 đam luôn anh em, má ơi. 1.3 đam, đánh lại nha. Đánh lại người khác đi anh em để coi Zimbe nó được chơi game hay không. Cái anh em cứ nghĩ coi cái thủ và cũng như là cái đam của Zimbe nó đã cao rồi em. Anh em cho nó chơi xét thương chí mạng á, chí mạng lại xét thương chí mạng á, cái lượng đam của nó to cực kỳ. Nó hao giống y chang như là anh em chơi bất ghi mà anh em build chí mạng xét thương chí mạng á anh em. Chết rồi, nó không được chơi game rồi anh em ơi. Nếu mà build như vậy thì em nó hơi mỏng ha. Nếu mà build như thế này á, anh em phải cho nó cái dạng như là lên được e cao, anh em có gương ma được các thứ em nó mới trâu lên được anh em. Còn mà mới có 10 sao mà build cái dạng này á dễ chết lắm. Nó chưa tới 5 triệu máu nữa mà anh em. Vẫn win nhưng mà Zimbe không được chơi game. Để coi kiếm cái team nào được đánh thử như thế nào anh em ha. Má ơi mấy ông này cái level cao quá. Shirahoshi nè, mấy ông này level cao quá, đánh không lại anh em, được chiến đánh không lại. Rồi con Zimbe nó bảo kê team á anh em, nên là nó chỉ có duy nhất mỗi nó một mình, đó là được bị chọn là mục tiêu thôi. Đây hàng về đây. Đấy. Hồi nãy quên bấm X1 để anh em xem đam nó nổ lên anh em. Đó, đánh thường đam cũng to nữa ha. Để tí xem đam luôn nha anh em. Một quả nổ, một quả đánh thường. Cũng được 3-4 mục tiêu ấy chứ không có ít đâu anh em. Con này thì anh em ui mã rồi, đánh thường một cái kìa. Đây anh em. Nó đây rồi. Ui cha ơi, 600 mấy triệu đam anh em. Cao hơn cả thằng sàn hắc ẩn luôn nè. Pudding rồi các thứ này anh em, lâu quanh nô nữa nè. Oh my god. Được đó chứ nhờ. Cái bảo vật của con Zimbe mình đang chơi cái kiếm chui xanh nha anh em. Nó có hai cái dòng cộng mà máu cũng khá là ok. Tổng cộng là tới 32% máu và có 20% giảm thương. Nhưng mà để mình coi cái ủa. Những ruby tóc chặn. Để mình coi có nên gắn cái vòng tinh lâm cho nó không em nhỉ. Cái vòng tinh lâm này thì nó không có máu. Zimbe nếu mà phần trăm máu như vậy á thì khi mà lên E đó anh em thì nó cái lượng máu nó sẽ gia tăng nó nhiều hơn anh em. Zimbe E1 nè. Người ta hơn người ta lên được E1 luôn anh em. Còn mình xui không, tính ra mình cũng hơn đó chứ. Quay được một copy là cũng hơn đó anh em. Ở bên kia có một pudding không có nha anh em, nên là cái tỷ lệ đóng băng của tụi nó rất là cao. Cả hai team giống y xì nhau luôn mấy ông.
Bên mình thì chơi đây hang vừa. Mẹ ơi, bên kia nó vẫn còn bảo kê anh em, nên là đấm không suy nhê cho lắm ha. Đấy, bắt đầu thấy cứng cứng rồi đó anh em, bắt đầu Zimbe mà thấy cứng cứng rồi đó. Tùy trận ha, nếu mà xui xui nó không được hồi sinh hay là gì đó thì nó sẽ rất là dễ chết anh em. Đáng cố gắng qua tuần sau nếu mà vào trong L1 với lại cày thêm thông thạo nữa anh em, thì Zimbe của anh em nông dân của chúng ta lên lên E5 là chuyện thời gian thôi ha. Bây giờ đang đợi nha anh em. Tuần này nói chung là anh em nhìn cũng được ha. Trước khi mà vào cái event mình cũng đã nói rồi anh em, cẩn thận. Đây anh em, má ơi, cao hơn Sanji luôn hả? Được anh em. Trước khi mà vào cái event thì mình cũng đã nói rồi anh em, thì anh em ráng cố gắng là nếu mà ông nào mà dư tài nguyên quá thì xả, còn không thì nhịn anh em, còn không thì nhịn là qua tuần sau thì gần với lại sắp có sự kiện tiền Big Mom rồi. Nên là anh em ráng cố gắng tiền Big Mom, chắc chắn là anh em phải xả. Cái thứ nhất á là full bên thùng, cái thứ hai á là full ở bên xu vòng quay, cái thứ ba là full ở bên cái hải tặc ninja, lộn, cái đại hải tặc. Đó là anh em mới rồi là lấy được nón rồi là mắt binh ha, chưa kể mấy cái nhiệm vụ nữa ha anh em. Thì may ra để xin bên nó nổ anh em ơi, pha này nổ sướng nè. Chớ tôi rồi, con Pudding nó nổ luôn rồi. Pudding nổ rất là đắt ghê nha anh em. Nó sẽ dựa theo công của thằng chồng, nó sẽ dựa theo công của thằng chồng nha anh em. Đó là thằng Sanji hắc ẩn ấy, 2 triệu mấy, 3 triệu công ấy, một mình nó nổ thôi anh em, rất là ngon. Ôi đấm đấm bị mít nè anh em. Cái gì? 6 đam, 60 đam. Quá trời. Đấy, rảnh đi leo đậu anh em ơi. Leo đậu đi. Đậu đôi, đậu đơn đi ha, mình đang dướng ở cái đậu đơn này. Tim gục rồi, để coi coi. Đây. Đó, tim như thế này đánh mình nghĩ ok hơn nè anh em. Chết rồi, bên kia tóc cao quá. Nhưng mà không sao anh em. Thử luôn cả cái sức mạnh của team mình thử coi coi là khi có con Zimbe vô thì nó đỡ được cho team như thế nào anh em. Nói chung là thấy đỡ cũng được đấy anh em. Zimbe thì nó đỡ được một vài cái nộ đầu của địch là thấy ok rồi. Này mới có 10 sao thôi mà đánh cỡ đó rồi. Đây, hang về, hang về. Ui ui. Má ơi nó trâu. Thôi rồi. Đấm không suy nhê luôn anh em. Nhưng mà anh em nhìn vậy thôi chứ đam to lắm đó nha anh em. Đây 300.000 đam nè. Có thằng Bỉ Sanji hắc ẩn này thì nó rút độc đối phương được 1.3 đam thôi anh em, còn tất cả rất là khó qua nè. Ây da, tại con cái con Yamato của mình nó chết sớm quá anh em. Ôi trời ơi, má ơi, một nổ, một nổ. Kaido một nổ bay màu ạ. Ây da da, rồi ngon 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 ngon. Pha này block đam tốt hơn hồi nãy nè anh em. Chết rồi. Với lại quan trọng nhất là vẫn còn là thằng Lau Anô của mình, nó búp bất tử chuẩn chuẩn một tí nữa. Thể hiện đi anh. Ôi, đấm hồi nãy không thấy một miếng chí mạng luôn mấy ông. Cái chí mạng của thằng Zimbe nó yếu quá. Để mình coi coi chí mạng của thằng Zimbe của mình tỷ lệ bao nhiêu nha anh em. 59% anh em, xét thương chí mạng là 72% ha. Hồi nãy nó đấm pha đó không thấy chiến mạng luôn mấy ông. Chiến này chắc phải đổi bộ đồ nghề cho nó, hình như là tuần này có đổi bộ đồ nghề thì phải á. Không có mấy ông ơi, tuần này không có đổi bộ đồ nghề rồi. Anh em nhớ lấy cái shop cái dép Luffy này á, anh em đổi cái giấy thách đấu nha anh em. Tuy anh em không có farm đấu trường á, không có rồi là mua mấy cái khác thì anh em đổi để làm thông thạo nha. Mấy cái giấy đó rất là quan trọng luôn đấy. Tuần trước anh em xả quá trời rồi, tuần này thì anh em đáng cố gắng tích lại nha. Chuẩn bị cày thông thạo của, trước mắt là cày thông thạo của con Shinobi nè. Qua tuần sau nữa, tuần 2 tuần nữa anh em ơi thì mới có thông thạo của quỷ Zimbe. Má ơi cái ảnh nó khó quá mấy ông ơi, để tôi bấm bỏ qua nha. Bấm bỏ qua thì lại dễ win phải không? Ôi á, kèo này chắc phải chơi con bài khác rồi anh em ơi. Từ nha, để tôi coi cái đã. Bỏ Yamato, bỏ Yamato ra thì cũng khó quá. Đóng băng kẻ địch nó ngon hơn chứ anh em nhờ. Nói không pin nổi luôn anh em.
anh em có thể bỏ kim cương ra anh em mua thêm lượt anh em, 50 kim cương chúng ta có tới 10 lượt anh em quét tiếp. Bên này nó cho cái đá tím khá là ngon. Để đánh thử đi nha anh em, có con Shirahoshi thử coi như thế nào. Shirahoshi mình chưa có cày thông thạo nữa anh em. Chắc là để mình có thêm một vài copy để mình cày thông thạo thêm cho nó. Đúng rồi, đóng băng hết nhưng mà team mình nó đốt không không chết kịp thì cũng gãy anh em ơi. Hồi sinh con Jimbe lên đấm tụi nó nha anh em. Không chí mạng ta. Anh em thấy không, cái đam nó kỳ lắm. Chết rồi. Ai da, ôi 3.4 tỷ đam, ít đâu nè em. Jimbe đam gần cả tỷ luôn nè anh em. Nhưng mà đấm sao mình thấy cảm giác như là nó yếu yếu sao anh em, nó không chí mạng nổi luôn ấy. Không win nổi luôn anh em ơi, chiến này chắc phải đổi team lại rồi. Anh em thấy không, nếu mà bỏ một team, một con khác vô như ví dụ Shirahoshi thì team mình nó sẽ bị gãy cái đam liền anh em. Chắc là bỏ Shirahoshi vô. Pudding thì nói chung là nó xe đam ra cũng được đấy anh em. Nhưng mà nó dễ, nó hơi bóp mình một tí ha. Đánh lại coi. Nó hơi bóp mình một tí, bây giờ bên kia nó dồn đam ghê quá. Anh em thấy không, chết lan á, cái này gọi là bị chết lan đó anh em. Đó là thôi bỏ Shirahoshi vô quét lại tiếp ha anh em. Anh em thấy không, nó đỡ bị chết lan hơn. Nó khè đứa nào thì đứa đó chính trúng thôi. Trời ơi, Jimbe mới hồi lại nó nó dành cho một cái bay màu. Vãi chưởng. Quỷ Kaido này nó nổ suốt luôn á. Không có đam giết tụi nó anh em ơi, trâu quá. Lại bị kẹt nữa rồi sao. Giờ làm sao cho quỷ Kaido nó bị đóng băng lúc đầu á anh em. Tóc của con Yamato mà nó cũng còn yếu quá. Mua thêm 10 lượt ở đây quét không được nữa, thôi anh em qua bên đậu đôi qua chơi. Tuần này thì ráng cố gắng cày. À quên anh em, mình nhận quà thử thách rồi, vô mở cho anh em xem chứ nhờ. Không pin nổi mấy ông ơi. Chiến này sẽ phải lên e cho con Jimbe cao cao một tí mới đánh lại được rồi. Đây anh em vào vực thẳm chứ. Đây vực thẳm đã nhận xong rồi nha anh em, nhận quà rồi nha. Thì hồi đợt hình như là mình có xài cái rương báu này. Có xài luôn rồi nè anh em. L1 nè, L2 nè, trả về luôn rồi ha. Rương báu nè, mấy cái rương báu này lấy hết rồi nè. Xong từ hồi cách đây vài đợt trước luôn rồi. Vô album coi. Album mình mở trước đó rồi anh em. Không dính thêm, trời ơi á. Rồi, vô xả mấy cái bú gỗ đi nha anh em. Tích bữa giờ được 20 mấy ngàn bú gỗ á. Vô mở nội thất nha. Để mình coi coi mở nội thất cho bên con nào nữa là được anh em. Bên này thì còn tới chưa lên E5 là không mở nội thất thêm được ha anh em. Chắc mở cho con Sanji hắc ẩn đi ha. Jimbe bên hệ chính xác thì cũng có vài con rồi, chính xác thì có con này rồi. Rồi, khi chế tạo nội thất của xưởng có cơ hội để nhận được thêm danh sách tướng muốn nhận. Mấy con kia có hết rồi anh em ơi, Yamato có luôn rồi. Chúng ta chế đại đi anh em, thử coi được cái nào đỏ hay không nha anh em. Hay da, 20 mấy ngàn. Tím với vàng không à. Đấy, ui, hai cái đỏ luôn. Kaido, chết rồi, Kaido với lại thằng Zoro. Zoro mình tách ra rồi anh em ơi, không có chơi Zoro ha. Được hai cái đỏ mà, vậy là chết. Ui, hai cái đỏ nữa nè. Yamato nè anh em. Ủa thằng Sạn, thằng Zoro anh em.
rổ được thêm một cái nữa nè. Bà chị, một cái đỏ nữa nè. Mở cho con Simbe trước anh em nha. Để khi nó lên E5 thì mình còn dập vô. Bút cái nữa coi. Quá trời luôn mấy ông ơi. Chung là thiếu tướng E5 để mà bỏ vô ấy anh em. Nó là... thiếu tướng E5 quá nên là mấy cái này mình cũng không có là lên được cao á anh em. Tàn ra cho mấy con mà mình bỏ không à. Billet nữa nè. Kaido chưa có, rổ tách ra luôn rồi. Hai con Kaido, hai thằng rổ luôn nè em. Rổ có hai món đỏ luôn nè. Ba món đỏ chứ. Chopper thì thôi thua rồi anh em. Mấy cái chopper đỏ này thua rồi. Chopper không lên E5 nổi, không bỏ qua đây được. Ôi trời ơi, lấy thêm búa bên này nữa, tuyệt vời. Chế tạo tiếp được nha anh em, được hai lần nữa nè. Tím không à. Nó đi tái chế bớt đồ quá. Rồi ok anh em thì lên vít để mà nói cái thông tin để cho anh em được biết ha. Thì nếu mà tuần sau có tiệc vít mom thì anh em đáng cố gắng để mà chơi nha anh em. Đây anh em, tuần này nếu mà không xả thì mình đã dư chơi tiệc vít mom rồi nè. 4 vòng tiệc vít mom nè, 4 vòng ở bên cái thùng nè. Rồi su của mình, tuần này có đua su nhưng mà thôi kệ đi anh em. Mình nông dân mà sao mà đua nổi người ta. Su thì chắc cũng dư luôn, ở bên đại hải tặc cũng dư luôn nè anh em. Với lại su vòng quay. Qua tuần sau thì anh em xả thì chúng ta lấy tài nguyên sau thôi, không sao cả ha. Rồi các anh em thì đó là video ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay test con Zimbe thì nói chung là trước mắt thì cứ cho nó chơi cái chiến mạng sinh tiến mạng thử coi như thế nào anh em. Bởi vì khi mà lên E thì máu nó cũng trâu á. Anh em có thể khi mà lên E anh em có thể chuyển qua hết mấy cái máu cho nó nha anh em. Mấy cái Haki nè thì nó sẽ trâu hơn nhiều luôn á anh em. Anh em cho nó đam KK một tí nhưng mà vẫn ở trong cái quá trình test thôi. Rồi các anh em thì đó là video ngày hôm nay ha. Thấy hay hãy cho một like dõi kênh nha, đẹp có rất nhiều nha.